Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chính trị đang xem kênh Thịnh Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, sau một cái chuyến đi dài đi ra tới Quảng Nam với hành trình thiện nguyện cùng với các anh em YouTube, thì Thịnh Quyền trở về cùng tiếp tục chia sẻ gửi đến cho tất cả quý vị một số những cái thông tin liên quan đến câu chuyện drama của CEO Nguyễn Phương Hằng. Có lẽ rằng là đến giờ này thì rất là nhiều người đang ngóng chờ cái tin tức liên quan đến tiến sĩ luật Đặng Anh Quân cùng với là ba người trợ lý của CEO Nguyễn Phương Hằng. Thông tin liên quan đến cái câu chuyện họ sẽ kháng cáo như thế nào và ra sao. Dù trước đó đó thì cũng đã có cái thông tin cho rằng là ba người trợ lý của CEO Nguyễn Phương Hằng dường như đó là họ đã có cái động thái là chấp nhận cái bản án này và muốn rút cái kháng cáo của mình. Nhưng mà thông tin đó thì vẫn chưa có được gọi là công bố chính thức nha các chú chị. Nhưng mà khi mà trở về từ Quảng Nam đó, về tới gọi là Sài Gòn đó quý vị, thì bất ngờ nhận được cái thông tin khá là sốc luôn, liên quan đến câu chuyện mà các anh em YouTube, một số những YouTuber gì đó bị gọi là tạm hoãn xuất cảnh. Đây là một thông tin mà em cũng vừa mới nhận được, cảm thấy khá là bất ngờ. Với đó là cái thông tin liên quan đến cái vấn đề của chị Lan, một cái nhân vật mà bữa giờ đó thì cũng gọi là trên mạng xã hội cũng rất là nổi trội, với những cái lời tuyên bố khá là ghê gớm của mình, liên tục khẳng định người này sẽ bị bắt, người kia sẽ bị bắt, người sẽ khởi tố người này, khởi tố người kia. Sau khi mà chị ấy đã làm rất nhiều những video clip rồi là đến gửi đến gọi là vị gọi là giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh gì đó, thì chị ấy lại lên tiếng khẳng định một cách gọi là chắc nịch những cái tên chụp hình người ta để mà đăng lên trên cái tab cộng đồng của mình, khẳng định rằng là tên này sẽ bị bắt, tên kia sẽ khởi tố vào tháng này, năm này, ngày kia, ngày nọ, vân vân. Thì đây là một trong những cái điều mà rất là bức xúc thưa quý vị, bởi lẽ nếu như mà cơ quan chức năng đó họ khởi tố cho đến họ bắt tạm giam bất kỳ ai thì Thịnh Quyền nghĩ rằng họ sẽ không đưa những cái thông tin mà nó tràn lan để cho chị Đinh Lan này chỉ lên mạng chỉ hù dọa người này cho đến là hù dọa người khác. Mới đây đó thì Đinh Lan đã gọi hai cái tên này cũng khá là quen thuộc, đó chính là Chuyện Đời Thường cũng như là anh Tuấn Kiệt Vlog, và khẳng định rằng là sẽ là hai cái tên đầu tiên bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến cái câu chuyện tấn công nhà chị Lan cho đến là cái vấn đề mà làm thương tật chị gái của Đinh Lan gì đó. Cái vụ án này theo được biết thì vẫn đang trong quá trình gọi là điều tra lại, bởi vì trước đó đã hủy án sơ thẩm rồi, thưa quý vị, có nghĩa là phải xét xử sơ thẩm lần hai. Chị Lan thì sau khi mà đưa những cái đu clip với những cái lời lẽ mà có những cái gọi là kích động gửi đến gọi là giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, thì chị Lan cho đến giờ phút này dường như là đang khá tự tin với những cái nội dung của mình, và cứ liên tục đưa những cái thông tin các anh em sẽ bị bế, gây một sự hoang mang khá là lớn. Và mới đây thì giang hồ lại đồn đãi một thông tin mà khiến cho em cảm thấy gọi là cũng khá là lo sợ thưa quý vị, thì cho rằng một nhóm YouTuber nào đó đang bị gọi là tạm hoãn xuất cảnh luôn, vì liên quan đến cái cá nhân nào vừa mới bị tóm đó bị tóm gần đây đó, mà phía phe đối lập nha cô chú anh chị, vì có mối quan hệ nào đó nha. Thì cái nhóm YouTuber này thì tạm thời Thanh Quyền xin phép được gọi là giữ kín tên các cá nhân này, bởi lẽ thì cái thông tin cần phải gọi là được xác minh lại, phải cần phải gọi là kiểm chứng. Nhưng mà những cái tên này thì nghe qua khá là sốc, một số các anh em cũng cảm thấy vô cùng hoang mang khi Đinh Lan lại gọi là tự tin một cách thái hóa đến như vậy, đưa hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng và khẳng định người đó bị bắt. Chúng ta đã từng chứng kiến một số những cá nhân đưa những cái thông tin hoang mang này rồi. Thậm chí đó, đối tượng Trần Văn Sĩ vừa qua theo kết luận điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh đó, chúng ta được biết là nghe rất là rõ, đó chính là đưa những cái thông tin khiến cho gọi là hoang mang trong dư luận, hoang mang lòng dân. Đó là một trong những cái tội danh mà Trần Văn Sĩ bị đề nghị truy tố thưa quý vị. Và nhiều người cho rằng Đinh Lan này liệu có phải là một cái quân cờ gì đó để mà có thể nói là hút trọn ổ hay là không, có nghĩa là trùm cuối đó cô chú anh chị. Khi mà tó Đinh Lan này
thì cũng dẹp loạn luôn một số những cái cá nhân khác là một con mồi nhử để mà một số những YouTuber sẽ bị sụp bẫy. Bởi lẽ những cái bằng chứng mà những cái thông tin mà chị này đưa đó là có quá đủ rồi, quá đủ những cái gọi là bằng chứng để mà chứng minh chị Đinh Lan này có những cái hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trên không gian mạng, thưa quý vị. Bởi lẽ nếu là chị một trong những cái người gọi là chị nói rằng là chị là nạn nhân thì chị cần phải gọi là thượng tôn pháp luật khi mà đã đi thưa kiện người ta rồi. Có cái câu chuyện mà cơ quan chức năng họ cần có những cái thời gian nhất định để mà xem xét và xử lý, chứ không phải là chị gọi là chị cho rằng chị là nạn nhân, chị đi thưa kiện rồi chị muốn lên mạng, chị muốn nói gì chị cứ nói. Và gần đây thì Thanh Quyền cũng không có nhắc tên đến chị Lan nữa rồi, nhưng mà vẫn bị Đinh Lan lôi kéo lên những cái tác cộng đồng chửi bới thó mà, thậm chí là đe dọa gọi là sẽ bị khởi tố, sẽ bắt tạm giam. Và em cũng nhận khá là sốc khi mà cái thông tin mà nghe nói là tạm hoãn xuất cảnh thì có một số các anh em là những người ủng hộ xô Nguyễn Phương Hằng, thì để xem rằng thì em sẽ gọi là xác minh chính xác lại cái thông tin này nó như thế nào. Bởi lẽ tình hình giờ phút này vô cùng căng thẳng khi mà cái sự việc của xô Nguyễn Phương Hằng. Riêng bà Nguyễn Phương Hằng thì bà ấy cũng đã chấp nhận cái bản án của mình rồi và đi thi hành án. Và Đinh Lan thì cho rằng là sẽ phải hủy án sơ thẩm, rồi nào là thêm tội danh 37 YouTuber, và sẽ gọi là kiến nghị để mà mang bà Nguyễn Phương Hằng lại ra cái phiên tòa sắp tới gì đó của Đinh Lan. Thì đây là một cái điều gọi là nó cực kỳ vô lý nhất trong những cái điều mà thông tin Đinh Lan đưa, là khiến cho khá là nhiều người cảm thấy hoang mang về cái điều này nữa. Đây là một trong những cái yếu tố cực kỳ nhìn nhận khá là dễ Đinh Lan vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó là những cái lời lẽ mà Đinh Lan vừa qua trong một video clip có những cái lời mà gửi đến gọi là vị giám đốc công an Hồ Chí Minh đó, có gọi đến là cho rằng trước đây ông gì đó, anh Nguyên không có tiện nhắc tên nha các vị, thì đã từng làm giám đốc công an tỉnh Long An gì đó trong cái vụ tỉnh Thất Bồng Lai, và cho rằng là công an gì đó đang gài bẫy Đinh Lan để giống như cái câu chuyện của Thiện Am. Và nếu như Đinh Lan bị tó đó thì gọi là mẹ của Đinh Lan sẽ không mắc bẫy đâu, sẽ gọi là làm đơn chứ không có đến gọi là công an phường hay công an xã, công an huyện gì đó để mà đòi người giống như mà cái vụ việc của Thiện Am vũ trụ. Đây là một cái điều mà có thể thấy rằng là Đinh Lan xuyên tạc một cách vô cùng dữ dội đến gọi là vị giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh cho đến bây giờ luôn. Nhưng mà BC02 cho đến công an thành phố vẫn chưa có một động thái nào. Đó là một trong những cái điều mà khiến cho người xem đó theo dõi drama này đó họ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bản thân cá nhân của em thì cũng thấy gọi là vô cùng thắc mắc, khi mà cũng đã có những cái đơn từ rồi và cũng đã từng triệu tập rồi, nhưng mà chị này chị vẫn gọi là chống đối một cách gọi là công khai luôn, chống đối một cách công khai, chống đối mà đưa lên mạng xã hội luôn chứ không phải là bình thường. Nhưng mà chưa có cái biện pháp mạnh đối với gọi là Đinh Lan, khiến cho người xem họ cảm thấy gọi là vô cùng bực bội. Bản thân em khi mà nói đến câu chuyện này cũng cảm thấy gọi là rất là khó hiểu, càng ngày cảm thấy gọi là sợ Đinh Lan luôn các vị. Bởi lẽ khi mà nói hoài đến Đinh Lan mà Đinh Lan không bị gì cả thì tất nhiên chúng ta sẽ bị gọi là một cái đòn gọi là phản ngược lại, khá là căng thẳng. Thì khi mà nghe cái thông tin, cho khi mà em về từ Quảng Nam nghe cái thông tin mà nói rằng là có một số các anh em bị tạm hoãn xuất cảnh, bên cạnh đó liên quan đến những nhân vật đang chuẩn bị khởi tố gì đó, không biết là Hàng Ni Văn Sĩ hay là Thái Văn Đường hay là Phạm Tường Nga, những cái YouTuber nha, khi mà nghe qua thì cũng khá là quen thuộc. Chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem cái động thái tiếp theo của cơ quan chức năng là như thế nào. Còn sự việc xô Nguyễn Phương Hằng cho đến bây giờ thì bà ấy đã gọi là chấp nhận bản án, thi hành án rồi. Và rất là nhiều người chúng ta mong chờ bây giờ đó chính là khi bà ấy thi hành án đó thì dịp lễ Tết này cho đến những dịp lễ lớn thì bà ấy sẽ được gọi là đặc xá hay là giảm án, nhanh chóng trở về với gia đình. Đó là cái điều mà có lẽ rằng riêng cá nhân của xô Nguyễn Phương Hằng, bà ấy cũng gọi là mong muốn để mà có thể trở về sống với cái nguyện vọng, cái lý tưởng của bà ấy, khi bà ấy đã nói rất rõ tại phiên tòa. Còn câu chuyện chị Lan, chị kháng cáo cũng chỉ là cái vấn đề yêu cầu bồi thường thiệt hại về cái khoản tiền 18 triệu đồng thôi. Mình tin chắc rằng sẽ không có cái câu chuyện mà phải gọi là
mang bà Nguyễn Phương Hằng để trở lại cái phúc thẩm. Đây là một trong chuyện mà cái thông tin mà Linh Lan nói vô cùng hôi nách thưa quý vị. Còn một số những cái vấn đề liên quan đến những người trợ lý cũng như là tiến sĩ Lực Đặng Anh Quân thì Thanh Quyền cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục để mới gửi đến cho quý vị chúng ta theo dõi. Khi mà chúng ta đã biết rồi tiến sĩ Lực á, thì ông ấy chắc chắn sẽ gọi là kháng cáo và luôn cho rằng là mình không có tội. Và rất là nhiều người cũng mong rằng những cái điều tốt đẹp, đặc biệt là đối với ba người trợ lý của Xô Nguyễn Phương Hằng, là những người làm công ăn lương đó, nhưng mà đến bây giờ với cái bức án 1 năm 6 tháng tù, có lẽ rằng là về tình thì chúng ta cảm thấy rằng vô cùng nặng nề đối với họ. Và để xem rằng cái phiên kháng cáo phúc thẩm sắp tới đây mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào, và mọi thông tin mới nhất thì mình cũng sẽ cố gắng cập nhật liên tục. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị ba sản phẩm đến từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau nha cô chú anh chị. Đầu tiên đó chính là mật ong rừng nguyên chất, được lấy từ rừng tràm U Minh, 100% nguyên chất nha cô chú anh chị, bảo đảm hàng chất lượng cho tất cả quý vị. Một chai em đang cầm đó chính là nửa lít là 750 ngàn, miễn phí ship. 1 lít là 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại thì em có thể giao ra nước ngoài, tất cả các nước trên thế giới luôn. Tiếp theo đó chính là tôm khô. Tôm khô này là tôm khô loại 1, từ gọi là quê hương Bạc Liêu nha cô chú anh chị. Tôm khô loại 1, một bịch em đang cầm là nửa ký. Nửa ký thì cũng là 750 ngàn luôn. 1 ký là 1,5 triệu, miễn phí ship. Tiếp theo thì là chà bông tôm. Chà bông tôm này được làm từ con tôm đất thiên nhiên, từ quê hương Bạc Liêu, Cà Mau. Một hũ em đang cầm là nửa ký nha. Nửa ký là 800 ngàn, 1 ký là 1,6 triệu, cũng miễn phí ship luôn. 3 mặt hàng của bên em gồm có là tôm khô, chà bông cũng như là mật ong rừng đó, thì 3 mặt hàng này đều miễn phí ship và hiện tại đều có thể giao qua tất cả các nước trên thế giới. Các vị khán giả nào trong và ngoài nước có nhu cầu sử dụng thì mong rằng cô chú anh chị ủng hộ đặt hàng qua các số điện thoại em đang ghi trên màn hình, 0395652797. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.